Tôi đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện. Hôm nay tôi vừa tìm thấy một danh sách các quy tắc tại đây. Chào mừng đến bệnh viện nhé, bà Smith nói. Được rồi, chúc mừng. Bây giờ anh đã là một bác sĩ phẫu thuật rồi cơ đấy. Tôi đã muốn làm việc tại một bệnh viện từ khi còn nhỏ. Tôi đã luôn luôn thích một ý tưởng về việc cứu sống mọi người. Và bây giờ ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Tôi lên xe và lái đến bệnh viện ngay lập tức. Nó là một tòa nhà lớn cũ kỹ. Khi tôi bước vào, tôi nói với nhân viên tiếp tân: Xin chào, tên tôi là John. Tôi là bác sĩ phẫu thuật mới tại đây. Được rồi, cô ấy nói. Tôi sẽ dẫn anh đến gặp quản lý nhé. Là bà Smith đấy. Quản lý là một người phụ nữ cao ráo, trạc tuổi trung niên. Vâng, xin chào bà. Tôi là John. Tôi tự giới thiệu. Xin chào John, cô ấy nói. Công việc của anh sẽ rất là quan trọng đấy, John à. Anh sẽ cứu sống được rất nhiều người. Để tôi đưa anh đi tham quan phòng phẫu thuật nhé. Phòng phẫu thuật là một căn phòng rất là lớn, hiện đại, với một cái chiếc bàn phẫu thuật lớn và rất nhiều thiết bị khác nữa tại đó. Khi tôi nói chuyện xong với bà Smith, bà đưa tôi chìa khóa. Đây nè, là cái chìa khóa tủ của anh. Các tủ khóa nằm ở ngay phòng bên cạnh đấy. Tôi sau đó đến phòng thay đồ. Khi đang mở tủ khóa của mình ra, tôi thấy một cái phong bì có tên của tôi trên đó. Tôi mở nó ra, bên trong có một tờ giấy. Nội dung của nó như sau: các quy tắc để thoát khỏi ca trực ban đêm. Quy tắc số 1: giữa 7 giờ tối và 9 giờ tối, đừng vào phòng phẫu thuật. Sẽ không có bệnh nhân nào tại đây đâu. Nếu bạn nghe một tiếng nói từ trong phòng, đừng vào. Họ sẽ bắt bạn tham gia cùng với họ đấy. Quy tắc số 2: đừng sử dụng thang máy. Hãy đi cầu thang bộ thay vào đó. Quy tắc số 3: nếu họ đưa vào một ông lão với ruột bị lòi ra, bạn phải nói rằng: tôi không thể giúp gì cho ông đâu, thưa ông. Và sau đó đi thẳng xuống tầng đầu tiên. Quy tắc số 4: giữa 9 giờ tối và 11 giờ tối, hãy ở lại quầy tiếp tân đi. Quy tắc số 5: đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu bạn nghe tiếng khóc của một ai đó, hãy bỏ qua nó đi. Quy tắc số 6: hãy đảm bảo rằng tất cả cửa đều đóng lúc 11 giờ tối. Nếu bạn quên thì xin chúc mừng, bạn chết chắc rồi. Quy tắc số 7: bạn có thể ngủ đến 11 giờ 30 phút tối. Quy tắc số 8: đúng 11 giờ 30 phút tối, hãy đến văn phòng của quản lý. Nếu bạn thấy ánh sáng từ phòng phẫu thuật vẫn còn, hãy chạy ngay đi vào nhà vệ sinh trên tầng 3 và đóng cửa lại sau lưng bạn. Bạn sẽ nghe được tiếng gõ cửa đấy. Hãy bỏ qua nó. Khi tiếng gõ cửa dừng lại, bạn có thể an toàn ra ngoài rồi. Quy tắc số 8: khi đến phòng chụp X-quang, nếu bạn nghe được tiếng bíp nào đó, hãy mặc áo bảo vệ bức xạ ngay lập tức. Bức xạ rất nguy hiểm. Sẽ có một bệnh nhân có mặt tại đó. Hãy đưa anh ta đến phòng phẫu thuật ngay lập tức. Anh ta đã nhận phải một liều lượng bức xạ nguy hiểm. Cởi quần áo của anh ta ra và tiêm cho anh ta một liều ống tiêm màu xanh. Đừng dùng ống tiêm màu xanh lá. Rồi đưa anh ta ra quầy tiếp tân. Lúc đó anh ta có thể ra về rồi. Quy tắc số 9: đúng nửa đêm, một bệnh nhân ung thư sẽ đến. Đừng để ý và hãy tránh xa anh ta ra. Căn bệnh của anh ta không chỉ là ung thư đâu, còn tệ hơn thế rất là nhiều. Và nó còn có thể lây lan nữa cơ. Quy tắc số 10: vào văn phòng của quản lý và trốn đi. Ông ấy sẽ đến, ông ấy sẽ tìm bạn. Sau đó ông ấy sẽ chết ngay lập tức. Đừng chạm vào ông ấy. Bạn không muốn bị lây nhiễm gì đó đâu nhỉ. Tới sáng hôm sau, xác của ông ta sẽ tự động bị phân hủy. Quy tắc số 11: đừng trả lời bất kỳ cuộc gọi nào. Quy tắc số 12: nếu bạn nghe thấy giọng nói của vợ mình, đừng đi theo. Không phải là cô ấy đâu. Bạn đã biết rất rõ là cô ấy đã chết rồi mà nhỉ. Quy tắc số 13: đừng chạm vào những viên thuốc màu xanh. Chúng có thể chữa ung thư đấy, nhưng mà phải giữ kín bí mật này đó. Thế giới này chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu. Quy tắc số 14: khi bạn hoàn thành tất cả các quy tắc này, hãy đi xuống tầng hầm. Sẽ có một cánh cửa kim loại lớn tại đây. Nhập mã 2243233, cửa sẽ tự động mở ra. Hãy bước vào, đến cầu thang và đi xuống. Và phòng đầu tiên bên trái của bạn, đó sẽ là nơi ở của một phòng thí nghiệm bí mật. Đừng cho những sinh vật trong bể ăn. Thay vào đó, hãy nhìn chúng qua kính hiển vi. Sẽ có các mã của tất cả các bệnh tồn tại. Cẩn thận, đừng để mình bị nhiễm nhé.
nhỏ chất lỏng từ ống tiêm màu xanh lá lên mỗi mẫu. Các mẫu đó sẽ biến đổi, sẽ có một cái lồng với một con chuột trên bàn. Tiêm cho mỗi con chuột một mẫu, ghi lại kết quả. Cẩn thận, chúng có thể cắn đấy. Vào phòng tiếp theo sẽ có một xác người của người ngoài hành tinh. Đừng chạm vào nó, nó đã bị lây nhiễm rồi. Leo lên cầu thang đến tầng 1 đi. Quy tắc số 15: nếu có nhân viên tiếp tân xuất hiện, bạn phải nói với cô ấy rằng bạn vừa được kiểm tra một cái gì đó. Quy tắc số 16: đi vào phòng phẫu thuật và nằm lên giường. Bạn có thể cảm thấy đau, nhưng mà yên tâm, không có gì xảy ra với bạn đâu. Hãy giả vờ là bạn đang ngủ. Họ sẽ nghĩ rằng thuốc độc là để gây mê. Nếu họ thấy bạn tỉnh dậy, họ sẽ tiêm thuốc độc cho bạn đấy. Quy tắc số 17: đừng nghe những tiếng nói, chúng không tồn tại đâu, chỉ là trí tưởng tượng của bạn thôi. Tin tôi đi. Quy tắc số 18: nếu bạn thấy một người đàn ông trong bộ suit đen, hãy dẫn anh ta đến phòng phẫu thuật và mổ bụng của anh ta ra. Sẽ có một con dao phẫu thuật trong cơ thể của anh ta. Lấy nó ra. Khi anh ta tỉnh dậy, bạn phải nói rằng: tôi xin lỗi nhé, vì tôi đã để quên con dao phẫu thuật trong cơ thể của anh lần trước. Anh ta sẽ cảm ơn bạn và rời đi. Khi bạn hoàn thành tất cả quy tắc này, hãy uống viên thuốc màu xanh lá. Sau đó đến bãi đậu xe và chờ cho đến khi có ai đó đến và đón bạn về. Nếu xe của anh ta là màu đen, đừng bước vào, hãy chờ xe tiếp theo. Nhớ tuân theo các quy tắc này và giữ an toàn cho chính mình nhé. Bà Smith: tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tôi nghĩ đó là một trò đùa mà thôi. Tôi vào phòng phẫu thuật và suýt nôn ra sàn. Trên bàn phẫu thuật nằm một người đàn ông đang bị mổ bụng ra. Tất cả các cơ quan bên trong của anh ta nằm rải rác trên sàn. Có một người đàn ông nữa cầm dao đứng bên cạnh bàn mổ. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại và chạy đến thang máy. Tôi muốn về nhà, nhưng mà thang máy lại bị rơi nữa cơ. May mắn là hệ thống an toàn hoạt động rất là tốt và tôi thoát ra được. Tôi đến quầy tiếp tân. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng khóc bên ngoài cửa sổ. Tôi gần như nhìn ra ngoài thì bỗng nhiên nhớ đến quy tắc số 4: đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu bạn nghe thấy tiếng khóc, hãy bỏ qua nó đi. Chết tiệt thật chứ, suýt nữa mình đã vi phạm quy tắc rồi. Tôi tự nhủ: lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. Tôi nhớ đến quy tắc số 5: hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa đều đóng lại lúc 11 giờ. Nếu bạn quên thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi nhanh chóng đóng lại các cửa. Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 11:30 như đã nói trong quy tắc số 6. Trước khi ngủ, tôi viết xuống quy tắc số 7: đúng 11:30, hãy đến văn phòng của quản lý. Nếu bạn thấy ánh sáng từ phòng phẫu thuật, hãy chạy ngay đi. Đi vào nhà vệ sinh ở tầng 3 và đóng cửa lại sau lưng bạn. Bạn sẽ nghe một tiếng gõ, hãy bỏ qua nó. Khi tiếng gõ dừng lại, bạn có thể ra ngoài một cách an toàn. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Tôi đến văn phòng của quản lý. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân phía sau tôi. Tôi ngoảnh lại và thấy cửa phòng phẫu thuật đã mở ra với ánh sáng chiếu ra từ đó. Có cái gì đó đang bước ra. Nó đang tiến về phía tôi. Tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang tầng 3. Tôi suýt ngã xuống và thoáng thấy thứ đó đang theo sau mình. Gương mặt của nó bị biến dạng và cái giun rơi ra từ đó. Nó cầm một con dao phẫu thuật và nói rằng: đến lúc mở bụng của mày ra rồi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Nó đang gõ cửa. Đột nhiên tiếng gõ dừng lại. Tôi bước ra. Tôi nhớ đến quy tắc số 8: khi đi đến phòng chụp X-quang, nếu bạn nghe một tiếng bíp, hãy đeo áo bảo vệ bức xạ ngay lập tức. Bức xạ rất nguy hiểm, sẽ có một bệnh nhân tại đó. Đưa anh ta đến phòng phẫu thuật, anh ta đã nhận được một liều bức xạ nguy hiểm rồi. Cởi quần áo của anh ta ra và tiêm cho anh ta bằng ống tiêm màu xanh. Đừng dùng ống tiêm màu xanh lá. Rồi sau đó đưa anh ta ra quầy tiếp tân. Anh ta có thể ra về rồi. Tôi đến phòng chụp X-quang. Đột nhiên tôi nghe một tiếng bíp, nhưng mà không tìm thấy áo bảo vệ nào cả. Tôi liền bước ra. Tôi hy vọng mình không bị phơi nhiễm bức xạ. Tôi tiếp tục đi theo quy tắc số 9 đã nói. Quy tắc số 9: đúng vào giữa đêm, bệnh nhân ung thư sẽ đến. Hãy bỏ qua anh ta đi và tránh xa ra. Đó không chỉ là ung thư đâu, nó tệ hơn rất là nhiều, và nó có thể lây nhiễm. Tôi thấy một chàng trai trẻ đang ở quầy tiếp tân. Anh ta nói rằng mình có bệnh ung thư và tôi phải giúp anh ta.
nhưng tôi đã làm ngơ. Tôi nhớ đến quy tắc số 10, tôi trốn trong văn phòng quản lý. Anh ta đến và tìm kiếm tôi, rồi anh ta chết. Tôi cảm thấy mệt mỏi và da tôi bỏng rát. Tôi bắt đầu nếm thấy vị kim loại. Tôi lập tức nhận ra rằng đây là dấu hiệu của bị nhiễm xạ. Nhưng đã đến lúc phải theo quy tắc số 14 rồi. Quy tắc số 14: khi bạn hoàn thành tất cả những điều này, hãy đi xuống tầng hầm. Sẽ có một cánh cửa kim loại lớn. Nhập mã 2243233. Cửa sẽ mở ra. Đi vào đi. Đi đến cầu thang và đi xuống. Vào phòng đầu tiên bên trái của bạn. Đó sẽ là một phòng thí nghiệm bí mật. Đừng cho những sinh vật trong bể ăn. Thay vào đó, hãy nhìn qua kính hiển vi. Sẽ có các mẫu của tất cả các bệnh tồn tại. Cẩn thận, đừng để mình bị nhiễm. Nhỏ chất lỏng từ ống tiêm màu xanh lá lên mỗi mẫu. Các mẫu sẽ biến đổi. Sẽ có một cái lồng với chuột trên bàn. Tiêm cho mỗi con chuột một mẫu, ghi lại kết quả. Cẩn thận, chúng có thể cắn đấy. Hãy vào phòng tiếp theo. Sẽ có một cái xác của người ngoài hành tinh tại đó. Đừng chạm vào nó. Nó đã bị ô nhiễm rồi. Hãy leo lên cầu thang đến tầng 1. Tôi đến tầng hầm và tìm thấy một cánh cửa. Tôi nhập mã 2243233. Rồi tôi vào trong. Tôi đến phòng thí nghiệm. Tôi thấy những nốt phồng bắt đầu nổi lên da của mình. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Có những bể chứa với những sinh vật không nên tồn tại ở đây. Tôi nhìn qua kính hiển vi. Có mẫu của tất cả các loại bệnh. Da tôi bắt đầu bong tróc ra. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi nhỏ chất lỏng lên các mẫu. Rồi tôi tiêm cho chuột. Chúng mọc chân nhện, tai người, đầu rơi ra, da như thành lành vậy. Tôi ghi lại kết quả. Tôi gần như là không thể đi nổi nữa. Tôi vào phòng tiếp theo. Có một cái xác của người ngoài hành tinh tại đây. Nó cao và màu xanh. Có chất nhờn trên sàn. Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói tại ngực. Tôi ngã xuống sàn. Tôi bắt đầu ho ra máu. Bức xạ từ phòng chụp X-quang đang giết tôi. Rồi tôi thấy một cái tủ. Tôi mở nó ra. Bên trong đó có những cái hộp đầy viên thuốc. Tôi nhìn vào các hộp và tìm thấy một cái hộp ghi rằng thuốc chữa bệnh do bức xạ. Tôi cầm nó lên. Tôi mở hộp ra. Tôi lấy viên thuốc ra bằng đôi tay run lẩy bẩy của mình. Tôi đưa nó lên miệng. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã làm rơi nó rồi. Da tôi tróc ra và xương bắt đầu lộ ra. Mắt tôi vỡ và tôi bị mù. Rồi tim tôi ngừng đập. Tôi đã chết rồi. Tôi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nó trông thực sự quá sống động đi. Tôi kiểm tra da của mình. Nó vẫn ổn. Tôi không chết vì bức xạ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó không có thật đâu nhỉ. Tôi cảm thấy mệt mỏi như hôm nay là ngày đầu tiên của công việc mới của tôi. Hôm nay tôi sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Tôi ăn sáng, đánh răng và thay đồ. Tôi ra xe và lái đến bệnh viện. Tôi bước vào. Nhân viên tiếp tân gọi tôi. Cô ấy đưa tôi một cái phong bì và nói rằng: "Này, chào mừng bạn đến với công việc mới nhé. Đừng quên đọc các quy tắc nếu bạn muốn giữ an toàn cho chính mình." "Được rồi, tôi sẽ đưa bạn đến gặp quản lý đây."